Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là sinh nhật của em bé nhà mình nè. Hôm nay thì mình và ba của em bé mua cua cho em bé ăn. Mời mọi người cùng dùng chung với gia đình mình nha.
Ngồi kẹo theo đường rồi mọi người. Con mình này còn nhỏ nó cắn không có bể. Đâu gì đi cho mọi người xem cái. Cái này kẹo nè mọi người. Nhìn làm đẹp quá ha. Nhìn nhìn thơ tưởng nó là bằng mũ, nãy mình tưởng bằng mũ, tính gỡ ra ông chồng nó là ăn được rồi. Để ăn thử miếng nha mọi người. Mời mọi người dùng với mình nha. Không sao, ăn được không gãy răng. Ngon mọi người ơi. Khác như bột thái không? Thì Hằng đang tính uống bia với trà. Trời, không có bạc. Bạc bạc bạc. Ăn cơm trước đi. Đi mua mua quà cho thấy Khan. Hồi nãy con tưởng bánh sinh nhật, cái con nó ủa mình mua bánh sinh nhật cơ mà, không phải vậy ơi. Ice cream bánh, con có bánh một con. Nè, con bánh sinh nhật. Con thay một con. Kem là con bánh xịt xoa. Em xịt xoa ăn thử thấy. Bỏ tương vào chỗ. Không tâu ha. Hai tương. Chọc cá nó hơi ẩm chứ. Còn ngồi đây. Chạy cho nó cạnh. Rồi mình vô mình ngồi cho cái em nè. Mẹ ngồi ngoài nó cho. Một con rồi, chặt tay lên. Cái này chắc mình phải ăn hết cái này đi. Cái cái dĩa để đựng nghe thấy chưa. Kem này làm khéo quá mày. Cái này nó làm... Mình có cà phê nè. Rất ngại à. Hai một bô, chai một bô. Mẹ nào hồi nãy mình có cho bé ăn cơm rồi chưa? Rồi. Bé gì nó ngon cái gì đây? Mẹ lấy này cho con à, cho con cái chàng nha. Hồi mọi ăn trước rồi mời mọi ăn trước đây rồi tới mình nha. Em bé là phải mời người lớn trước rồi mới tới người nhỏ. Rồi yêu con sao? Cũng gạn nha. Yêu con một cô ảnh cho em. Wow.
Ăn đi bé. Chú chị chú. Chú chị chú. Ăn đi bé kìa mũ. Ok, bắt tắt bắn mũ. Bánh này chạy tùm lum như vậy. Ăn cho mẹ con rồi, đúng rồi, đúng rồi. Năm rồi chưa biết ăn hả con? Năm rồi mẹ cứ ba, mẹ với ba cùng bồng. Năm nay con biết ăn, biết chạy rồi. Dở hơn năm rồi nhiều hả con? Thay một bữa. Tụi mình đã giống trái măng cầu quá. Không có gai á. Tụi đâm cái lỗ thông hơi để cho nó chín quá. Chắc chín luôn á. Ôi chắc gì. Năm sáu lỗ hay là lỗ hơi đó không ra đang như chắc người ta đang đang mạnh nó đúng đúng có hấp hơn nào á. Chị hơi cho mà nó đụng với nhau cày vậy cha ơi. Cô bự như vậy năm rồi không có rồi, năm rồi con có ăn thì không có đụng nó chạy. Con dữ hết con. Con gì? Dòm tới gì rồi? Vì sao ba mua cua cho con mà không ăn? Ăn cam với kem ngon hơn. Ba cua. Nó quên ăn kem. Ngon là nãy ngoại đức không chịu giờ ăn luôn cả. Nãy lạnh. Nãy nó còn ấy nó lạnh. Giờ nó kể nước rồi không nữa, kể nước cũng không nữa còn á. Con lao cái gì nữa mới được. Để nó. Em mới ngon. Chồng mà nó mạnh nó hết cái hai mẹ con mình không dễ gì mà ăn con này. Chắc quá không dễ mà ăn nổi, gỡ nổi mà ăn. Năm rồi mình cũng ăn cái con này mùa này. Mùa này có bán thịt nữa cũng ngon hơn. Có bán nhiều mà giá cũng tương đối hợp lý hơn. Mấy mùa kia giá thấp lắm. Em chứ, nó còn sống là người ta để trong hơi á. Ừ, bữa nay thấy trời lạnh quá không có ngủ ngoại với anh đi.
chứ không ngủ ngoại ha anh đi. Cá còn bự bự rồi không ạ? Ok, bữa nay có được ăn. Thịt quá chừng luôn nè mọi người. Mời mọi người dùng nhé. Nói cái bên nó là bằng cái con cua à. Cái bên nó ở bên tiếp theo. Điều ghi ít xong. Bỏ con bỏ. Ở bên ít xong. Mình ăn kem rồi chứ. Ghi có nên cung bọc giờ đi hè. Bút cung bọc giờ đi hè. Được. Con ăn thử thì ngon lắm baby. Để con kia. Năm năm. Mát chít chưa? Con thử lên mát chít chưa? Mát chít đi. Xong chưa chưa? Ai bù mát chít rồi. À, con này. Ngon ngon à. Ngon ngon. Cái này bỏ đi nha, cái cứ tắc tắc ha bỏ đi. À là chi? À bầm, muốn như chi chú xe không? Wow, nãy giờ chưa hay chưa có biết chàng ơi. Chưa hay chưa biết hả con? Nhưng mày dở ra cho con nha. Chỉ có tôm một gố mà kê để cho con này một cái này lấy ra sao cho nó ấy. Bắt tay xin luôn bố bố. Chú Xe ơi, hai tay xin mẹ ăn sao? Để vô, cảm ơn mama. Giỏi. Gần cùng mama mẹ. Ai cho mình là mình phải cảm ơn. À, cảm ơn, mắt xích xo. Để muỗng xuống, để muỗng xuống. Rồi hai tay cầm nó mông mông bên. Nhìn nè, cắn nó ngang, nhìn nè con. Cắn đây nè. Mẹ giải cho. Nhìn nè. Vậy đó, cắn ngang vậy đó, nó mới ngon. Nó tạp như chuột gì. Hoài nụ ghi như tạp. Ai cuốn. Cô kìa mắt xích chi. Bố bắn. Béo ngại luôn mọi người. Cắn vô thịt của cua. Vết. Cho nó hiên một con. Thì nó mà làm gì đấy. Ngon. Đấy rồi. Nên trang cô Bonio. Chỉ có một bao Bonio đi. Cái này luôn chảy ra rồi mọi người đem để vô tủ lạnh lại cho mình ăn cua cho gọi cái. Nó đâm đâm thôi. Để nhanh lại ăn nhanh. Bà gà. Anh ở ba chung chung su hè chứ cứ mạnh mắt xích sơ khẳng chắn á chứ cứ rất kì.
Nhiều quá. Ừ. Ừ. Hả?
con có cái cặn kình còn kình bình thường, cái nóng bự khổng lồ con kia ha. Tụi con nó thiên thì buồn hết, nhà được. Chơi này. Đâu bắt được xem. Anh thấy hai đứa làm được không? Bận làm được. Được không? Để này. Ê con này vừa ăn ha, nhà mình ba người vừa ăn nè. Từ đó quá trời mượn. Từ đó bà chi mấy gần 4kg lần. Chị này có 2kg hơn tí à. 2kg giác hơn 2kg nhiều tí à. Làm gì chứ ăn nó không ngán à. Với từ rồi thì hai nó cũng chưa có thể ăn. Năm rồi có 3 miệng ăn là năm nay 4 miệng ăn. Đế ha, năm nay tôi 4 miệng ăn. Ủa, cái dĩa của con đâu rồi ba? Cho con xin cái dĩa đó đi mẹ. Để em kia. Để em đó đi. Ông bà. Ông có.
Nãy nãy mà mình đừng cho nó ăn cơm thì nó ăn mất cơm xíu. Nãy con nói mẹ cho em ăn ít thôi, định ngày hồi cho nó ăn. Mà đợi lâu quá hả mẹ. Bữa nay đi hơi trễ rồi, cái bữa nay mới bận đi làm mọi người. Nên mình và ông xã về tới nhà 7 giờ mấy tối rồi. Rồi đi mua cái này nữa cũng nửa tiếng mới tới cái chỗ mua tôm mua cua nè mọi người. Xong rồi á, mình mua rồi á, cũng phải chờ nửa tiếng nữa để người ta luộc cho người ta để cái nắp cho mình đó mọi người. Tại vì mấy cái con này thì nó hơi quá cỡ hơn mấy cái nồi ở nhà mình đã hấp á. Nên để người ta hấp luôn là mình vừa ăn thôi. Cái hai nè, có hầm gì vậy? Chấm như cái này à, chấm nơi từ ớt mọi người. Khá chơi chơi hả? Con ăn gì đấy? Khá dùng lắm. Nó là cái kép hoa gì nhá? Ừ đúng rồi mẹ. Hôm nay chấm như vậy mình không có chấm hả? Vừa ăn rồi. Sáng tới còn nẹo ngoài biển á, dưới bên đây á, làm như nó mặn quá. Còn nấu ốc nấu cua rồi như vậy nó con không có để muối. Cái chỗ càng nhỏ nó càng mặn đó. Cái chỗ bự bự như xì nó cái nồng nước á. Ngon quá cái nhai. Inhale. Inhale. Annyeonghaseyo.